Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, khối khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Bắc có xu hướng tăng dần. Trong đêm nay trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thời điểm này dao động trong khoảng từ 17 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Trưa chiều mai trời nắng, nhiệt độ ở mức từ 26 cho tới 29 độ. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thì sang ngày 18 tháng 11, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống, mưa xuất hiện trở lại, nhiệt giảm, trời rét cả ngày lẫn đêm. Thưa bà con, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay có thể có những đợt rét đậm, rét mạnh theo từng đợt. Sự chênh lệch nhiệt độ nước ngày đêm lớn, môi trường nước thay đổi ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển, tỷ lệ sống và cá hay bị một số bệnh như là thư đốm đỏ, nấm thủy mi. Do vậy, ngay từ bây giờ, bà con cần chủ động các biện pháp chống rét cho cá. Cụ thể là đối với thủy sản nuôi chưa đạt cỡ thương phẩm, đàn cá bố mẹ, cá giống nuôi lưu qua đông cần tăng cường chống rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh và thời tiết xấu. Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu là khoảng trên 1,5 đến 2 mét. Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng ni lông sáng màu hoặc là làm dàn cây leo trên mặt ao như là làm dàn bí, dàn bầu, thả bèo 1/3 đến 2/3 diện tích mặt ao để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho ao nuôi. Đặc biệt là phải cho cá ăn đầy đủ, sử dụng thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung vitamin C để tăng cường đề kháng, định kỳ bón vôi với liều lượng từ 1,5 đến 2 kg trên 100 mét khối, 2 lần một tháng xuống ao để ổn định môi trường ao nuôi và diệt nấm bệnh. Khi rét đậm, rét hại thì tuyệt đối là không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù để tránh bị xây sát nhằm hạn chế các bệnh đốm đỏ, lở loét do nấm thủy mi, trùng quả dưa, trùng bánh xe và ký sinh trùng. Tiếp tục với tình hình thời tiết miền Trung, toàn miền đang trong thời kỳ giảm mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Như ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, nền nhiệt sẽ tăng lên ngưỡng từ 27 cho tới 30 độ. Còn ở khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 29 cho tới 32 độ. Thưa bà con, ở miền Trung, bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn trâu bò. Bà con cần hết sức chú ý, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học để bệnh không lây sang đàn lợn. Đồng thời, trong điều kiện thời tiết miền Trung như hiện nay, luôn có sự thay đổi là điều kiện để virus gây bệnh tai xanh trên đàn lợn phát triển và gây bệnh. Bệnh do virus gây ra nên không có kháng sinh điều trị. Để phòng bệnh cho đàn lợn, bà con chú ý là chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh thú y, thoáng mát, che nắng, che mưa. Bà con chú ý quét dọn, tiêu độc khử trùng bằng hóa chất, chăm sóc tốt cho vật nuôi để nâng cao sức đề kháng, lợn giống mới mua về rõ nguồn gốc, cách ly từ 2 cho tới 3 tuần trước khi nhập đàn. Ngoài ra, tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tai xanh cho đàn lợn. Nếu có điều kiện thì người nuôi nên thực hiện quy trình cùng nhập cùng xuất ở mỗi dãy chuồng, hạn chế người ra vào trại nuôi heo, thường xuyên diệt các loại côn trùng trong và xung quanh trại. Các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, nước uống phải được sát trùng cẩn thận. Tiếp tục đối với tình hình thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ, hai khu vực này duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều từ 26 đến 29 độ ở vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ là mức nhiệt tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 26 cho tới 29 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày mây thay đổi, trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ, độ ẩm từ 78 cho tới 83%. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày có nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 cho tới 83%. Đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 cho tới 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.